cùng vui mừng vẫy tay tạm biệt năm cũ, đặc biệt khi năm 2020 có quá nhiều những sự kiện không vui xảy đến như đại dịch Covid-19, bão lũ miền Trung, để cùng đón nhận năm Tân Sửu 2021 với bao ước mong, hy vọng sẽ tốt hơn năm 2020. Tinh Hoa Xanh trân trọng gửi tới quý khách hàng lời chúc năm mới vui khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chào đón xuân mới này, Tinh Hoa Xanh xin giới thiệu tới quý bạn đọc bộ lịch vlog 365 ngày năm 2021 với hai chủ đề ẩm thực và sức khỏe và 365 cây thuốc và sức khỏe. Bộ lịch được thiết kế đồng nhất, sang trọng từ hình thức đến nội dung, trọn bộ bao gồm vlog lịch 365 ngày, bìa treo, hộp giấy, túi giấy. Lịch vlog năm 2021 có khổ vlog cực đại 20 x 30cm, áo vlog in Medline cao cấp, rồi vlog là giấy cúp xe mát 57GFM, bìa treo in Medline hologram 7 màu, dập nổi hiệu ứng 3D. Trên bìa có gắn chữ lọc cẩm thạch. Ốc chữ U mạ vàng không reset, ốc đầu tròn, nẹp y theo công nghệ mới, hộp đựng lịch âm dương in Medline hologram kỹ thuật cao 7 màu, ép vân nổi 3D, túi đựng đốt led in offset 4 màu, cắn màng chống thấm, sản phẩm có tem chống hàng giả của cục xuất bản. Một năm có 12 tháng, với 365 ngày, chính vì thế, để ghi nhớ được thời gian hay lên kế hoạch chính xác cho công việc, bạn không thể không có một cuốn lịch kế bên. Lịch treo tường vẫn luôn là sự lựa chọn quen thuộc của người dân Việt Nam. Ngoài tác dụng để cung cấp thông tin, ngày, tháng, âm lịch, dương lịch, những câu danh ngôn ý nghĩa hay nhắc về những ngày đặc biệt trong năm, và còn giúp người dùng thưởng thức cảnh đẹp, trau dồi kiến thức. Hơn thế nữa, lịch còn là món quà tinh thần mang tính nhân văn, đem lại sự ấm cúng, trang nhã và tươi đẹp cho tổ ấm, cho văn phòng làm việc, phòng tiếp khách. Với bộ lịch 365 cây thuốc và sức khỏe, mỗi trang lịch giới thiệu một cây thuốc, vị thuốc quanh ta với ảnh màu bắt mắt, thông tin chính xác, rõ ràng về tên gọi, tên khoa học, bộ phận dùng, cách dùng và chú ý khi dùng. Mọi thông tin đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Dung, trưởng khoa Y dược cổ truyền, Trường Đại học Y dược TP.HCM tư vấn và thẩm định về chuyên môn. Với bộ lịch ẩm thực và sức khỏe, gồm 365 món ăn, thức uống tốt cho sức khỏe, mang đến một không gian ẩm thực đặc sắc, thú vị, gợi ý cho chúng ta đến thực đơn hàng ngày phong phú, giải quyết câu hỏi muôn thuở nhức óc của các bà nội trợ, hôm nay ăn gì? Các món ăn và thức uống trong bộ lịch rất đa dạng, phong phú, gồm các món Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Hoa, món Âu, dùng làm khai vị, món chính, món tráng miệng. Đặc biệt, mỗi món ăn được giới thiệu qua hình ảnh đặc sắc, nguyên liệu cùng các công thức tỉ mỉ, rõ ràng, giúp bạn dễ dàng thực hiện. Việc lắp ghép bộ lịch cũng rất đơn giản. Trước hết, bạn lắp phần áo và phần bìa bằng ốc chữ U. Sau đó lựa chọn một chỗ treo thích hợp. Qua mỗi ngày cũng giống như các khổ lịch xé thông thường, bạn sẽ bỏ đi tờ lịch cũ. Hơn hết, hai block lịch này đều là những món ăn hay cây thuốc dân gian Việt Nam, nên bạn có thể giữ lại phục vụ cho những mục đích khác nhau, như thành lập một quyển nấu ăn riêng của mình hay tổng hợp những cây thuốc quý, gần gũi xung quanh. Và một ưu điểm khác có thể kể đến đó là với đầu gắn đinh tán tròn, bạn có thể xé hết một tờ lịch nguyên vẹn, đẹp đẽ mà không hề để lại dấu vết của việc xé bỏ hay những mảnh vụn của trang lịch cũ, giống như các tờ lịch xé thông thường. Năm 2020 có thể nói là một năm có khá nhiều biến cố, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Chính vì thế, năm 2021, chúng ta lại càng cần quý trọng thời gian, cố gắng gấp đôi, gấp ba để đạt được những kỳ vọng của mình một cách tốt nhất có thể. Thêm vào đó, bộ lịch này sẽ đem đến các sắc màu, cây cỏ thiên nhiên vào trong ngôi nhà của bạn, góp phần tăng thêm sinh khí cho bạn và các thành viên. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không tìm ngay một bộ lịch đặc biệt như thế này, để năm mới lại càng đặc biệt hơn, thêm sinh khí, thêm động lực, thêm yêu thiên nhiên. Tinh Hoa Xanh đã nhiều năm phân phối lịch cây thuốc. Mời quý vị liên hệ với Tinh Hoa Xanh theo các thông tin sau để đặt mua bộ lịch đặc sắc này. Tinh Hoa Xanh có dịch vụ gửi lịch tới tận tay khách hàng trên toàn quốc. Tinh Hoa Xanh trân trọng giới thiệu.